đây lại là mình chụp. Đâu có chiếc mình chụp đây không mà nó vô nó đậu hết phần ba cản rồi. Mình chụp vô đậu hết phần ba nhà cản rồi nè. Đây cản kéo Phú Lạc các bạn. Bữa nay trăng rồi, mấy anh em vừa nghỉ ha, hầu tối là mấy anh em mình đi ráng một chuyến. Đi ráng một đêm nữa. Sáng nay là vô nghỉ. Ghe của mình là mấy anh em ở sau đang chè rửa dầu rửa. Rất sạch sẽ, anh em thấy không? Ngày đi và ngày về rất sạch sẽ. Bây giờ nước đã bơm rồi. Bây giờ mấy anh em mình sẽ vô trong cản để bơm dầu. Bơm dầu qua. Và đợt này mấy anh em mình lấy tổn nước, tổn dầu đầy đủ trước. Ghe lớn thì mình chứa trước chừng tới ngày đi là khỏe hơn. Ở trên ghe cũng còn khá là nhiều đá. Chứ anh trong cản có ghe của anh Lực cũng đang bơm dầu á. Bây giờ mình sẽ vô trong ghe chỗ khu vực cây dầu để cặp bên ghe ảnh lấy tổn dầu luôn ha. Đây sáng nay cũng có một số anh em vô mua bán ké các bạn. Ít thôi. Anh này ghe thu mua của mình đang bơm dầu. Đây thu mua của Thành Phương 52. Cân cùng vừa cá với mình ha. Đó, bữa nay là ngày hát rồi mấy anh em vẫn còn làm cá. Làm xong ngày hôm nay nữa, bữa nay nữa là vô nghỉ á. Vô nghỉ gì à? Chở chị em đi mua quấy, mua đồ, làm móng, làm đồ đi coi hát chứ. Đây bên này tàu cá lưới quay đêm của anh Lực các bạn. Dài 23 mét á, sử dụng động cơ 1000 mã lực mà mình từng quay anh em xem đó. Anh cũng lấy nước, lấy dầu xong rồi. Bây giờ di chuyển ra bên ngoài ha. Phía bên ngoài kia nữa có chiếc tàu nhựa Composite 179 đó. Tàu của anh Tài Đức mà mình cũng quay rồi cho anh em xem đó. Này, nghe cái động cơ 1000 mã lực nó nổ vui tai chơi. Nhìn chiếc ghe gỗ 23 mét nó hơn chiếc tàu nhiều quá ha. Mẫu ghe của anh Lực đóng tại Bình Định nha anh em. Đóng của xưởng anh Quân Bình Định ha. Thờ Quân. Ngày nghỉ là mấy anh em vô lấy tổn nó khỏe hơn anh em. Ngày nghỉ mình vô mình lấy tổn dầu, tổn nước, gạo ghe, gạo ghe này nọ. Tới ngày đi mình chỉ lấy thêm đồ ăn thức uống khỏe hơn, khỏi bóp bóp chen lắm. Nhìn ghê ớn ăn ha. Anh em nào làm lưới quay đêm ở các tỉnh thì các tỉnh khu vực miền Trung đổ vào tới Cà Ná thì chắc hẳn cũng biết ghe của anh Lực. Ủa ra ngồi này quăng cái neo hả? Quăng cái neo sao trời? Ủa quăng cái neo tại đây hả? Ừ. Ừ, nhờ có lớp xe các bạn. Nhờ có lớp xe các bạn. Nhìn đi. Để giờ ông neo làm sao? Rồi giờ ông neo hoài, neo quay lái vô đây. Quay lái vô đây hả? Neo sẽ bỏ ra làm gì mấy lại. Dạ, làm mấy cái đầu bơm lại. Rồi mấy à, rồi máy chính hả? Go, 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 go.
bên này ghe thu mua của mình. Anh em ghe lưới của bên mình đang ở ngoài cây nước bơm nước, tranh thủ lấy tổn, bởi vì đợt này hát cho nên là vì mấy anh em nhậu say hết trơn, chừng đó bóc tổn mới khó đó. Nên là mình lấy giùm anh em bận nước, bận gạo vô lại bận ga đó. Nhan sắc của anh Lộc nè, tài ba lắm đó nha anh em. Tàu nhựa vô nữa các bạn. Tàu nhựa nó cũng có kích thước nhưng mà nhìn nó gọn ha. Nó nhỏ hơn ghe anh Lật tới cả mét mà nó hẹp hơn ghe ảnh cũng nhiều. Hẹp hơn cả nửa mét. Ghe anh Lật rộng 7 mét ha. Tàu nhựa rộng 6 mét mấy thôi. Vô mà công xịt nước à. Vô mấy ông đi mấy ông trét vô trong cabin lại. Lần lên ghe là dậm ghe mẹ là nó phun khói trong ra chịu đời nổi các bạn. Wow, đầy luôn à. Tàu nhựa vô kề bên kia mình luôn các bạn. Xuống cái thùng xốp á, nhảy xuống cái nắp xốp á. Nhảy xuống cái nắp xốp đây nè. Nhảy xuống đó dập á. Nhảy xuống cái nắp xốp á. Đó. Không khí bốc tổn của anh em. Tốt tốt nha mấy anh. Rê, biểu ông Di rê. Di rê, đỡ đụng cái neo lấy. Cá neo lấy. Không khí buổi sáng. Bởi vì ngày giờ quân ngủ đông anh em. Còn cái ngày... ngày đi thì mấy anh em lính quay thì cũng phải bốc tổn trước hết, nhưng mà lúc đó quân ngủ nó không có đủ nên làm nó hơi mệt hơn. Ngày về anh em người miền Tây làm cho khỏe. Game. Mình lãnh nhiệm vụ coi co dầu cho mấy anh em bốc tổn, nhưng mà nãy giờ bỏ co dầu đi nữa nha. Ra xem thử. Bỏ co dầu đi. Ngoài góc này thấy nó dài không? Chiếc mình chụp mà hôm bữa mình quay cho anh em xem, bữa nay cũng vô cảng nè, 93853. Chiếc này hôm bữa thấy thiệt bự luôn, nhưng mà bữa nay gặp chiếc 26 ở đằng kia,
và cái ghe anh Lật ở đằng này, ghe anh Lật với máy giúp tàu ở đằng này, thấy chiếc mình chụp tự nhiên nó gọn lại. Do cảm giác mình nhìn có một ghe anh em, mình thấy ghe nó lớn, chứ còn bây giờ ghe của cái anh em đoàn lưới quay về rất là nhiều. Anh em ghe lưới quay sử dụng ghe to 21, 22, 23 mét, nhưng mà máy anh đóng theo cái mẫu đời mới, nhìn ghe nó to lắm. Đi chăng chăng chừng chừng các bạn, sợ mấy chiếc tàu công suất lớn này nó ự, nó ự nó giọng vô một phát là đau lòng. Hàng hóa từ xa nhưng giờ lại gần nhìn ớn lạnh quá. So với cái mũi của ghe lớn mà nó cứ dựa vô ghe mình như thế này thì mũi tương đối cũng thấp ha. Nhìn nó cũng hiền mặt mũi, chứ còn mũi mấy chiếc ghe gỗ mà 21, 22, 23 mét mà nó dựa vô gần ghe thu mua của mình là nhìn nhìn ớn ăn lắm. Xong rồi, giờ tắm rửa sạch sẽ, tấu chở chị em nè, mặc váy mặc đồ đầm đồ vào thành phố biển. Sao chú hai?